Thưa quý vị, mới đây một sự kiện mang tầm quốc gia vừa diễn ra tại thành phố Vũng Tàu, đó chính là Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh của địa phương, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của Bà Rịa Vũng Tàu. Với sự chuẩn bị chu đáo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng giới điện ảnh về một Bà Rịa Vũng Tàu xanh, sạch đẹp và mến khách. Liên hoan phim Việt Nam là hoạt động thường kỳ của ngành điện ảnh Việt Nam nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và dấu ấn sáng tạo. Là sự kiện văn hóa quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 tại Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút hơn 1.500 đại biểu là các vị khách mời quốc tế, nghệ sĩ, các nhà quản lý, sản xuất, phát hành, phổ biến phim của Việt Nam. Liên hoan diễn ra trong vòng 5 ngày từ 23 đến 27 tháng 11 với hơn 100 phim điện ảnh mới nhất được công chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời gian diễn ra liên hoan phim còn có các hoạt động văn hóa như chương trình giao lưu, gặp gỡ với các nghệ sĩ, nhà làm phim, triển lãm về điện ảnh gắn với quảng bá du lịch của địa phương, tổ chức chiếu phim ngoài trời, vân vân. Ngoài 1.500 đại biểu trong giới đạo diễn, diễn viên, nhà làm phim và khách mời quốc tế, còn có đội ngũ báo chí, đội ngũ phục vụ, truyền thông nên nhu cầu về ăn nghỉ và các dịch vụ khác của khách là rất lớn. Tuy vậy, trong thời gian 5 ngày diễn ra liên hoan phim, các doanh nghiệp du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo được ấn tượng đẹp trong lòng giới nghệ sĩ, du khách, không để xảy ra các sai sót, sự cố đáng tiếc, thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Bà Rịa Vũng Tàu. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương lưu trú 5 ngày tại khách sạn Pullman. Trong suốt thời gian này, ngoài việc tham gia các hoạt động chính của liên hoan phim, Lan Hương còn dành nhiều thời gian để tham quan thành phố biển Vũng Tàu và rất ấn tượng về một thành phố xanh sạch thân thiện. Đến đây thì vẫn có cái cảm nhận là thành phố Vũng Tàu vô cùng là xinh đẹp và hiền hòa. Đấy, cái cảm giác hiền hòa êm đềm ấy là cảm giác đặc biệt nhất. Bởi vì mình cũng đã đi dọc Việt Nam, có qua rất là nhiều thành phố và có những thành phố để lại những cảm giác rất là đáng yêu, thanh bình, nhẹ nhõm. Thì cái cảm giác đó bây giờ thấy rất là rõ là ở Vũng Tàu đặc trưng nhất. Trong khuôn khổ diễn ra liên hoan phim, Sở Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã tổ chức giới thiệu hình ảnh du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đến giới điện ảnh thông qua các tour tham quan du lịch, qua chất lượng dịch vụ tại chính nơi đón tiếp và phục vụ khách. Cụ thể, ngày 26 tháng 11, Sở Du lịch phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức chuyến tham quan trải nghiệm giới thiệu thiên nhiên, vùng đất, văn hóa, dịch vụ tại các điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, gồm khu du lịch Sài Gòn Bình Châu, Nhà Lớn Long Sơn, Vũng Tàu Intuco Resort và Bảo tàng Vũ khí cổ. Và dù bận rộn liên tục với chuỗi sự kiện giao lưu, hội thảo, gặp gỡ, tiếp xúc, biểu diễn phục vụ người hâm mộ xuyên suốt từ ngày khai mạc liên hoan phim, nhưng nhiều nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim rất hào hứng với lịch trình tham quan khám phá các điểm đến của Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyến tham quan thu hút hơn 300 nghệ sĩ giới làm phim. Đặc biệt, những tên tuổi gần như năm nào cũng về Bà Rịa Vũng Tàu du lịch nghỉ dưỡng hoặc đã từng thực hiện nhiều cánh quay tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng đồng hành suốt lịch trình tham quan như nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, Bùi Bài Bình, diễn viên Minh Thư, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, phim Chú Nhân Rể Chồng Con, truyền thuyết về quán tiên. Nhiều nghệ sĩ nhận xét, hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay rất đẹp, sinh động hơn những gì họ thấy trên các phương tiện truyền thông phim ảnh. Chất lượng dịch vụ trong khách sạn tốt, phục vụ chuyên nghiệp, chú đáo, người dân thân thiện hiếu khách, môi trường sạch sẽ. Đặc biệt thiên nhiên còn rất hoang sơ, chưa bị con người tác động vào nhiều, khiến họ rất ấn tượng. Nếu có dự án phim mà được sản xuất ở Vũng Tàu là một điều rất là tuyệt vời. Khung cảnh thiên nhiên của Vũng Tàu thì không có gì để bàn, có biển, có núi, có cây xanh, có rừng. Thiên nhiên nó còn lại rất là nhiều những cái cảm giác nó tự nhiên, nó chưa có bị gọi là con người tàn phá. Đó, cái đấy là cái quan trọng nhất đối với mình. Không khí thì vô cùng là trong lành. Nếu mà sản xuất phim ở đây thì rất là tuyệt, bởi vì có cái nắng, có cái không khí nó rất là ủng hộ cho những nhà làm phim. Đạo diễn Minh Tuấn Vũ, phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, truyền thuyết quán tiên, đã đến Bà Rịa Vũng Tàu nhiều lần, vừa đã thực hiện quay phim
vừa kết hợp du lịch. Do bận rộn công việc nên những chuyến đi tại Bà Rịa Vũng Tàu thường ngắn, chỉ nghỉ dưỡng trong các resort sát biển mà chưa có cơ hội khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực miền biển đa dạng. Chuyến đi này được tham quan rừng nguyên sinh Bình Châu, ngâm chân nước khoáng nóng, lang thang quán xá, thưởng thức đủ loại hải sản và có cảm nhận Bà Rịa Vũng Tàu rất bình yên, giúp con người thư thái. Đây không chỉ là nơi đáng sống mà còn là vùng đất rất giàu bối cảnh để các nhà làm phim lựa chọn. Mình cũng rất là bất ngờ vì cái cảnh đẹp của Vũng Tàu, và đặc biệt là Vũng Tàu có một cái đường bờ biển rất là dài. Thì nó không chỉ tốt cho du lịch mà có thể nói là rất mong muốn là sau này mình sẽ có một cái kịch bản phù hợp để mình có thể khai thác những cái cảnh đẹp ở đây. Và hôm nay thì cũng được đi tham quan suối nước nóng Bình Châu, và trong cái kế hoạch cả ngày hôm nay sẽ được tham quan một vài điểm du lịch nổi tiếng nữa, thì cũng đang rất là háo hức. Và đặc biệt là một trong những cái điều mình thích nhất ở Vũng Tàu là hải sản cực kỳ ngon. Hy vọng là sẽ có một dịp sớm trở lại Vũng Tàu và quay một bộ phim để ở đây dài ngày. Với con mắt của nhà làm phim, ông Lee Ha-chun, họa sĩ thiết kế phim Ký sinh trùng do Hàn Quốc sản xuất, đoạt giải Cành cỏ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 cho rằng Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều thắng cảnh, kiến trúc làm bối cảnh phù hợp cho nhiều thể loại phim. Điều ấn tượng nhất với ông là suốt chiều dài bờ biển của Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, xen lẫn các làng chài, khu rừng nguyên sinh. Còn trong đô thị, Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều công trình, nhà biệt thự kiểu cổ, nhưng cũng có những khu nhà bình dân, chợ dân sinh. Đây sẽ là phim trường thực tế sinh động nhất cho những bộ phim về xã hội đời thường. Quang cảnh ở đây rất là đẹp. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm phim ở đây. Nhưng mà sau khi kết thúc chuyến đi này thì tôi sẽ suy nghĩ về một bối cảnh thật là đẹp trong bộ phim tiếp theo của mình. Thông qua những hoạt động mở trong khuôn khổ liên hoan phim, những hình ảnh về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu đẹp, sống động, quyến rũ và thân thiện đã cuốn hút được những nghệ sĩ đạo diễn quay phim tên tuổi. Ai cũng cho rằng cảnh và người Bà Rịa Vũng Tàu sinh động hơn những gì thấy trên các phương tiện truyền thông phim ảnh. Người dân thân thiện hiếu khách, môi trường sạch sẽ vẫn còn nét hoang sơ ấn tượng. Trước đây thì Hòa Mạnh Anh cũng đã đến Vũng Tàu 2-3 lần rồi, vì cũng đã từng làm phim ở trong này. Như bộ phim Trận Đồ Bắt Quái 4-5 tập trong này của HTV7. Thì Hòa Mạnh Anh đấy cũng là một trong số những bộ phim khá là hot thời đó. Thì Hòa Mạnh Anh đã làm phim trong này rồi và rất yêu quý địa điểm ở Vũng Tàu, có nhiều địa điểm đẹp cũng như là người dân ấy khá là thân thiện, cũng như là các cô chú tạo rất là nhiều điều kiện để cho các đoàn phim cũng như là mình có thể đưa được những văn hóa cũng như là cảnh quan ở đây cho tất cả mọi người trong mọi miền tổ quốc xem. Thì bạn có mong muốn sẽ được tiếp tục quay trở lại Bà Rịa Vũng Tàu để có thể tiếp tục những cái dự án phim còn lại khác hay không? Đó là điều chắc chắn rồi, tại vì là Hòa Mai Anh thấy đây là một địa điểm rất là đẹp và nhiều thiên nhiên phong phú, và là một nơi để dễ có thể các đạo diễn cũng như các diễn viên có thể hòa cái nhân vật của mình trong cái bối cảnh như thế này. Và đó là một điều tốt, và rất cảm ơn liên hoan phim đã chọn bối cảnh Vũng Tàu cũng như là bên Bộ Văn hóa cũng đã đồng ý để tổ chức liên hoan phim lần thứ 21 tại đây. Đây là lần đầu tiên đến Vũng Tàu thì em thật ra là Vũng Tàu cũng khá giống quê em ở Đà Nẵng, nhưng mà khí hậu ở đây cũng khá là tốt. Em cảm giác là trong lành và mát mẻ hơn hẳn rất là nhiều. Vào đây thì mọi người cũng rất thân thiện. Thời gian qua, mặc dù nhiều bộ phim nổi tiếng đã chọn một số danh lam thắng cảnh của Bà Rịa Vũng Tàu để làm bối cảnh như di tích Bạch Dinh, các bãi biển, đường ven biển Hồ Tràm Xuyên Mộc, đèo Nước Ngọt, thế nhưng chưa thực sự đậm nét. Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn nhiều những thắng cảnh đẹp nên thơ có thể làm bối cảnh cho phim rất hiệu quả. Bên cạnh đó, với nhịp sống của một tỉnh đang trên đường phát triển và hội nhập quốc tế, sự đôn hậu nghĩa tình của người dân xứ biển, các nhà làm phim có thể khai thác làm đề tài cho các bộ phim mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt cơ chế cũng như hỗ trợ hết mình về mặt lựa chọn bối cảnh để các đoàn phim có thể đến và tác nghiệp dễ dàng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi rất mong muốn là các nhà làm phim, các đạo diễn là về Bà Rịa Vũng Tàu để chọn làm cái bối cảnh quay phim. Chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà làm phim để hoạt động phát triển cái điện ảnh tại địa phương chúng tôi. Chúng tôi cũng rất mong muốn tổ chức các sự kiện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để quảng bá cái hình ảnh về Bà Rịa Vũng Tàu. Và chúng tôi cũng đã liên hệ với lại các cái tổ chức của Trung ương
kể cả quốc tế. Đó. Sắp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ dự kiến tổ chức nhiều sự kiện nữa. Đó. Trong đó có một sự kiện âm thanh ánh sáng, sắp tới đây cũng sẽ làm. Đó. Thì trong tương lai không xa thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái chương trình nó nằm trong cái đề án tổng thể về truyền thông của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trên cơ sở đó chúng tôi sẽ thu hút nhiều cái đơn vị về đây tổ chức những sự kiện ở đây để quảng bá cái hình ảnh về Bà Rịa Vũng Tàu. Lần đầu tiên Bà Rịa Vũng Tàu được chọn đăng cai tổ chức sự kiện liên hoan phim mang tầm quốc gia. Thời điểm này cũng trùng vào mùa du lịch thấp điểm nên liên hoan phim được xem là cơ hội vàng cho quảng bá hình ảnh và thu hút khách về địa phương. Có thể nói, qua 5 ngày diễn ra liên hoan phim đã tạo ra những tác động tích cực đến du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là công suất nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng đều đạt 100%. Và điều lớn hơn cả là qua sự kiện đặc sắc này, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có thêm nhiều trải nghiệm quý báu, góp phần xây dựng thành phố biển Vũng Tàu nhanh chóng trở thành thành phố du lịch mang tầm cỡ quốc tế.